Dạ vâng, em Quang kính chào tất cả quý anh chị và các bạn đang xem và đang theo dõi kênh của em Quang Xe Lướt nhé. Thì hôm qua là ngày 28 tháng 8 2023 nhé quý anh chị. Thì hôm qua em Quang có một anh khách ở Long An, anh đổi con VinFast Lux A này lấy con Lexus ES 350 nhé quý anh chị. Thì đây là cái hình ảnh hôm qua em đi xuống đổi xe nha quý anh chị. Và anh trai đó cũng rất duyên nhá, rất bấm được biển khá đẹp. Biển này là biển này 2434 là đẹp rồi nè. Rồi anh trai bấm thêm được quả biển con Lux A này cũng rất là đẹp nha quý anh chị. Thì anh trai đổi đây con VinFast Lux A, con này bản Plus nha quý anh chị. Con này là bản Plus sản xuất 2021. Anh chủ đi hơi nhiều một xíu thôi, còn chất xe rất là đẹp luôn quý anh chị. Đi từ Long An về mà quý anh chị nào mà muốn trải nghiệm con xe Việt Nam nhưng mà công nghệ của xe Đức, đi cảm giác thích hơn là BMW luôn nha quý anh chị nhé. Đi cảm giác là thích hơn BMW luôn, vì cái độ cách âm này, rồ vọt chạy rất sướng quý anh chị, đi rất thích luôn, thật sự luôn. Mà giá tiền bây giờ con VinFast Lux A này mà rất là mềm nha quý anh chị, 500 mấy thôi, 500 em Quang đang bán là 590 triệu nha quý anh chị nhé. 590 triệu. Xe thì vừa về đêm tối khuya, hôm qua em về tới là tối khuya luôn rồi. Chưa dọn dẹp thì bây giờ sáng hôm nay sáng sớm, giờ mới có 6 giờ mấy thôi là em Quang quay đến quý anh chị xem luôn nè. Xe rất là đẹp quý anh chị nhé. Xe cực kỳ đẹp luôn, đi 5 vạn 6 vạn 3, đi 63 ngàn km thôi. Nhưng mà xe chất xe rất là đẹp luôn. Long lanh nha quý anh chị. Xe vừa về thì thường em Quang hay quay sơ bộ thì nó sẽ có những cái vết chạy xước nhỏ nhỏ. Và về thì em Quang sẽ cho spa lại, tút lại, tát lại nha, cho đẹp nha quý anh chị. Hiện tại thì xe còn rất là dơ nè quý anh chị xem này. Đây xe vừa về tối qua, hôm qua hên là đi không có mưa đó, nhưng mà còn xe còn dơ cỡ này đó quý anh chị. Nó sẽ có vết chạy ở đây. Ở đây nha quý anh chị, đây nè, vết chạy đây nè. Những vết chạy nhỏ nhỏ xíu này thôi, không nhiều lắm, không đáng kể nha quý anh chị nhé. Đây chạy đây. Đó, chạy nhỏ nhỏ thôi. Thường thì em Quang quay thì em Quang chi tiết cho quý anh chị luôn, không có giấu giếm gì cả. Đây có một vết móp nhỏ, đây do đá văng lên nha quý anh chị nhé. Đây nè, đó, lên video để sẽ thấy nè. Đó, còn nhìn mắt thường cũng khó là thấy quý anh chị. Rồi nó chạy xước nhẹ 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 ở đây nữa nha quý anh chị nhé. Đây nè, nó dùng cơ bản luôn quý anh chị. Không có xe nào mà đi 1 năm 2 năm mà không chạy xước đâu quý anh chị. Thì thường thì em quay chỉ luôn, không giấu giếm gì cả. Cũ người mấy ta mà. Xe cũ thì sẽ có vết chày xước này thôi kia thôi. Người mình còn có thèo mà quý anh chị, đúng không ạ? Dòng này đi cực kỳ sướng nha quý anh chị nhé. Đi rất là thích luôn, cảm giác đi êm này, tiết kiệm nhiên liệu này, rồi đạp ga rất là vọt quý anh chị. Hôm bữa em có trải nghiệm con BMW 520. Năm 20 em có quay trên kênh của em luôn rồi, quý anh chị nào vào tham khảo thử nhé. Con này em đạp mà cảm giác nó vọt, nó lên 100 km/h chỉ vòng vài giây thôi. Và đồ chơi công nghệ cũng không ít nha quý chị nhé. Động cơ 2.0 turbo, tiết kiệm, rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Xe được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng là full LED luôn nè quý chị thấy không? Full LED luôn. Rồi đèn gầm nè. Đèn gầm cũng là đèn LED luôn nha quý chị. Đây, đèn gầm đèn LED luôn nhé. Rồi cảm biến này quanh xe luôn, ở phía trước có 6 con, sau 6 con có tự động lùi chuồng cho nên 6 con cảm biến nha quý anh chị. Đây, cảm biến tự động lùi chuồng nè, rồi 4 con cảm biến trước nè, một cảm biến va chạm nè quý anh chị. Rồi mắt cam 360 nè. Con này bản Blue nha quý anh chị, bản Blue sản xuất 2021 nha. Và mắt cam 360 nè. Mặt ca lăng rất là thoáng luôn, mặt ca lăng này lấy gió là rất là thoáng luôn. Quý anh chị nào thích thì mình đổi thì mặt ca lăng dạng lưới nữa thì nhìn nó sang hơn. Còn mặt ca lăng này thì em thấy vẫn là rất là đẹp rồi. Với giá tiền chỉ có 590 triệu, còn bớt còn thương lượng nha quý anh chị. Còn bớt còn thương lượng nha, với giá tiền rất là mềm. Đó, gương này, gương gập điện, lồng gương dính điện, có xi nhan báo rẻ nè. Có cam 360, mắt cam 360 dính theo xe luôn nè. Có mở góc rộng nhìn luôn nha quý anh chị. Có mở góc rộng luôn nhé. Rồi lốp nè, lốp kích thước mâm là... Lốp này thì đi 63.000 thì chắc chắn là lốp xe sẽ được thay rồi nha quý anh chị. Lớp xe sẽ được thay rồi nè. Đây lớp tháng 11/2022 nè quý anh chị thấy không ạ? Đá lớp nè. Tuần 41 chứ sorry quý anh chị. Tuần 41/2022. Mâm đúc này một màu, kích thước mâm thì là như là 19 inch, con này là 10 đâu đem kiểm tra. 19 inch hay là 17 inch gì đó em không nhớ nữa. 18 inch nha quý anh chị nhé. Kích thước mâm là 18 inch. Nội thất thì siêu đẹp luôn, còn cái biển xe hôm qua
Chạy đi tạm đây nè, trong này nè, còn biển T chạy chạy con tạm con lắc VinFast qua lộn, sorry. Con Lexus đi xuống chạy tạm đi xuống từ Hồ Chí Minh xuống Long An nè quý anh chị. Đây nhá. Còn cái biển tạm để trong này đây nè. Rồi xe được chủ xe được trang bị một cái lót sàn rồi. Rồi camera hành trình thì anh chủ anh xin lại để anh gắn qua bên xe của ảnh rồi. Con này cũng rất là nhiều đồ chơi công nghệ đi cũng rất là thích nha quý vị nha. Giá tiền thì mềm, cực kỳ mềm luôn. Công nghệ thì của Đức. Máy móc là nguyên con BMW gắn qua thôi nha quý vị. Khung gầm là nguyên của con, em nhớ không lầm là như là của con 3 series, 3 series, 5 series gì đó, là nguyên bộ khung gầm của BMW đưa qua luôn. Và cúp máy của BMW ghép qua luôn nha quý vị nhé. Động cơ 102.0, 170 mấy mã lực quý anh chị, đi rất là mạnh luôn, mạnh mẽ luôn nhé. Mà không không tiêu hao nhiên liệu nhiều nha quý chị, chỉ có 7 lít mấy trăm km thôi, 7 lít mấy là em đi trong vừa trong phố đường tổng hợp quý anh chị. Còn nếu mà đi cao tốc đường trường thì chắc khả năng còn ít hơn nữa, ít hơn nhiên liệu, ít tiêu hao nhiên liệu hơn đúng không quý chị. Đây, để quý chị xem xe đi 63.000 là ghế xe cực kỳ đẹp luôn. Và quý chị mua xe ví dụ như mua xe Nhật, xe Hàn đi 60 mấy ngàn km là quý chị cảm giác là nội thất nó xuống rất xuống nha. Đây quý chị xem nè, nội thất đi 63.000 chưa dọn dẹp nè, dơ thôi nha, chứ không nhăn nheo, không hề mà gọi bị bóng da hay là bị chảy xước da nha quý chị. 63.000 km mà rất là đẹp luôn, da quý chị xem đó, đẹp chưa, dơ thôi nhá, chỉ có dơ thôi chứ không không hề mà bóng da hay là chảy xước hay là bị nhăn nheo gì. Quý anh chị nào sợ khai tử này kia kêu rớt giá, bây giờ giá nó có 500 mấy rồi quý anh chị, đi mình trải nghiệm. Đi trải nghiệm, đi cảm giác cách âm tốt nè, tiết kiệm nhiên liệu nè, đi rất là sướng luôn. Và giá thành chỉ có 590 thôi. Em quen bán xe cam kết cho quý anh chị xe không đâm đụng, không ngập nước, không gầm hộp số, máy móc nguyên zin nha quý anh chị nhé. Bao quý anh chị là xe không phạt nguội luôn. Bữa giờ cũng đang có mấy vụ bốc phốt mà xe mà bị phạt nguội mà không xử lý cho khách đó, 3-4 vụ phạt nguội mấy chục triệu, 5-60 triệu gì đó. Đó, mà xe bên em là bao cam kết cho quý chị là xe không phạt nguội luôn. Tuy là dòng sedan thôi nhưng mà cốp xe vẫn là cốp chính điện nha quý chị. Cốp điện nhá, bấm là một phát là lên, một phát là hạ, bấm một chạm là hạ cốp thôi. Đó, cốp thì được chủ lót sàn luôn rồi nè. Trong cốp xe á, thì xe này là xe không ruột. Thì sẽ xe này có một cái máy bơm thì chắc anh chủ anh lấy lại mất rồi. Có một cái máy bơm xe dự phòng. Chứ anh chủ khả năng anh chủ anh giữ lại rồi. Cái bơm xe thì không bao nhiêu cả quý anh chị ạ, không có đáng bao nhiêu cả. Đó, phía sau là 6 con cảm biến luôn nè. 6 cảm biến để tự động lùi chuồng nhé, tự động vào gia vào điểm đổ nha quý anh chị nhé. Xe quen bán ra bao chứ anh chị là rút hồ sơ gốc luôn. Cái đặc biệt nhất là em quen bao phạt nguội nha quý anh chị. Xe mà mua về mà dính phạt nguội rất là mệt luôn. Đó, bữa giờ anh chị nào mà có tham khảo dòng Cross mà lên trang Cross đó. Không phải là Xpander nha, Toyota Cross đó quý anh chị. Có bị bóc phốt bữa giờ thì rất là em thấy là rất cửa hàng đó nói chung là xử lý cho khách hàng ba lỗi phạt nguội 50 mấy triệu mà chủ bây giờ em bằng hết mấy tháng, hình như là 2 hay 3 tháng gì đó, sáng em có đọc mà không nhớ là 2 hay 3 tháng nữa. Không, cái cam hành trình đây anh chủ anh kêu anh lấy lại mà anh quên rồi. Để đây anh, đây cam hành trình còn đây nha quý anh chị nhé. Xe có đề nổ start stop luôn này đó. Lát nữa em chạy thử một vòng cho quý anh chị trải nghiệm thử nhé. Xe cách âm rất là tốt luôn. Rồi cần số của BMW đưa qua luôn nè quý anh chị ạ. Rồi phanh điện tử luôn nè. Rồi đó, rồi giống như kiểu auto hold nha quý anh chị. Auto hold giống như kiểu vậy, giống vậy đó quý anh chị ạ. Rồi xe có cruise control nữa này. Thật sự là một cụ xe 500 mấy mà quý anh chị giờ em thấy thật sự không có đối thủ quý anh chị. Thật sự đó nhé. Sedan mà giờ 500 mấy giờ quý anh chị mua được sang sang xíu như là Mazda 3 đi, Mazda 3 221 giờ cũng tầm này. Mazda 3 hoặc là Kia K3. Kia K3 thì cũng giờ cũng tầm 500 mấy. Elantra bản 1.2.0 1.6 turbo nha, 1.6 turbo mới giá 500 mấy thôi chứ còn mấy bản kia thì cũng tầm 500 thôi. VinFast thì hiện tại giờ thì có một cái điểm chê là không có ngân hàng hỗ trợ thôi nha quý anh chị.
Còn xe thì không phải bàn cãi rồi. Đây em sẽ trải nghiệm thử cho quý chị xem nhé. Cách âm vừa vào xe một phát là không còn nghe một động tiếng động gì bên ngoài nữa cả. Ui, ui, ui. Quá, nó mạnh quá quý anh chị. Đạp một phát là nó vọt lên luôn. Đây em sẽ đi ra một khúc đường thẳng em đạp đi, chứ đạp vào trong này nguy hiểm quá. Và lái cảm giác lái rất là đầm nha quý vị nhé, cảm giác lái rất là đầm, không chồng chành đi qua những G điểm G hoặc là qua những đường khoảng đường xấu quý chị mới cảm nhận được hết cái giá trị của xe, để lại cho mình cái cảm giác lái rất là gọi là chắc chắn mà an toàn quý chị. Đi qua những cái điểm G không kiểu cảm giác mà nó không có kiểu dằn sóc luôn quý chị, nó ra rất là êm luôn. Ở đây trong này đường nó đẹp quá đi, thực sự không không có trải nghiệm hết được cái tính năng của xe. Đây quý chị bắt đầu nha, 40 nè, chuẩn bị nè, thôi em giảm xuống đi rồi em đạp lên cho quý chị xem. Đấy, bắt đầu tốc độ hai mấy đi nha, 20 đi. Rồi bắt đầu lên nè. Chạy mà nó kéo lên nhanh quá quý chị, mà nó rớt cái cam trên cam xuống luôn. Đấy. Em không dám đạp nhiều nhé, tại vì giờ em đang chạy có một mình mà tự quay tự chạy á quý chị, nên nó không có, mình không có dám tự tin cho lắm. Tự tay chạy có một tay thôi, vừa quan sát điện thoại mà vừa quan sát cái nữa, cho nên không tự tin chạy nhanh lắm quý anh chị. Quý anh chị nào đang tham khảo dòng này cứ nhấc máy lên gọi ngay cho em quen theo số điện thoại 037 765 2627 nhé. À, xem xe tại 389 quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Đấy, chạy thích chưa? Cảm giác chạy rất là êm mà cách âm rất là tốt nha quý vị nhé. Làm rất là tốt luôn. À, em xin nhắc lại với anh chị là đây là con VinFast Lux A. Lux A 2.0 Turbo bản Plus nha quý anh chị nhé. Bản Plus sản xuất 2021, giá bán em Quang đang bán là 590 triệu còn bớt nha quý anh chị. Quý chị tham khảo thì cứ nhắc máy gọi cho em Quang theo số điện thoại 037 765 2627. Xem xe tại 389 quốc lộ 13 Bình Phước, quận Thủ Đức. Quý anh chị đến xem xe cứ alo cho em Quang nhé. Em Quang cảm ơn tất cả quý anh chị đã theo dõi hết clip của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở clip tiếp theo ạ.